Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình tổng hợp tin tức an ninh trật tự nổi bật trong ngày. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 18 tháng 10, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại cửa hàng quần áo trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh vào chiều ngày 17 tháng 10. Cảnh sát xác định nghi phạm sát hại cô gái trong cửa hàng quần áo nêu trên là NVH, tên viết tắt, sinh năm 1986, ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, làm tài xế taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đã có vợ, con. Còn nạn nhân bị sát hại là chị NTB, tên viết tắt, sinh năm 1996, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Theo đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, giữa nghi phạm và nạn nhân có quan hệ tình cảm được 3 năm. Vào khoảng 15 giờ chiều ngày 17 tháng 10, chị B đang bán quần áo thì H vào nói chuyện, rồi bất ngờ dùng dao tấn công liên tục, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Cũng theo vị này, nguyên nhân ban đầu xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Nạn nhân muốn chấm dứt mối quan hệ với nghi phạm. Trong quá trình truy bắt nghi phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được thông tin phát hiện ô tô taxi do H điều khiển dừng đổ trên cầu Thanh Trì, Hà Nội. Tại đây, người dân nhìn thấy một người đàn ông từ trên xe ô tô bước ra và nhảy xuống sông Hồng. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy tìm nghi phạm, điều tra làm rõ vụ án. Cách đây chỉ vài ngày, một vụ án mạng kinh hoàng khác bị phanh phui cũng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nạn nhân là một á khôi chỉ mới 17 tuổi bị nghi phạm Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985 sát hại dã man rồi phi tang xuống sông Hồng. Theo cơ quan công an, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10, tổng đài 113 Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một số bộ phận thi thể của người tại mép bờ sông Hồng thuộc khu vực Miếu Bản, địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng. Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và giao phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Gia Lâm tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tổ chức hoạt động điều tra theo quy định pháp luật. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã rà soát, mở rộng hiện trường, thu giữ được các bộ phận thi thể người đã bị phân thành nhiều mảnh. Qua khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là nữ giới khoảng 20 tuổi, không mặc quần áo, đang trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp, gây nên bởi hai vết thương làm thủng vùng ngực. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi nhận định đây là một vụ án giết người. Để che giấu hành vi phạm tội, sau khi giết chết nạn nhân, đối tượng đã lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân, phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh, đem vứt, giấu xác nạn nhân tại sông Hồng, khu vực Miếu Bản thuộc địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hành vi của đối tượng đã gây khó khăn cho công tác xác minh, xác định tung tích nạn nhân, thể hiện tính chất dã man của đối tượng, gây hoang mang trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trên cơ sở các tài liệu điều tra thu được, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, lực lượng thực hiện đồng bộ các hoạt động điều tra để truy tìm tung tích nạn nhân, truy bắt đối tượng gây án với tinh thần quyết liệt, quyết tâm bắt bằng được đối tượng gây án, nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10, cơ quan điều tra đã xác định được tung tích nạn nhân là chị HIN, sinh năm 2006, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình. Đến 23 giờ ngày 14 tháng 7, sau hơn 34 giờ liên tục tích cực điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ nghi phạm gây án là Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, trú tại một khu đô thị ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Bước đầu, Tạ Duy Khanh khai nhận ngày 10 tháng 10, 2023, Khanh hẹn chị N đến nhà Khanh tại căn hộ ở khu đô thị. Khi vào trong phòng khách, Khanh và chị N xảy ra mâu thuẫn nên Khanh đã lấy dao nhọn đâm nhiều nhát. Sau khi chị N tử vong, Khanh đã lấy dao phân xác cô gái này thành nhiều phần rồi cho toàn bộ các thi thể vào bên trong thùng xốp màu trắng. Sau đó, Khanh gọi điện đến tổng đài hãng taxi LB và thuê một chiếc xe taxi chở Khanh mang theo thùng xốp bên trong đựng thi thể chị N. Đi đến Miếu Bản thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng. Khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông Hồng,
khu vực Miếu Bản. Khanh bảo tài xế taxi dừng xe và nhờ người này bê giúp thùng xốp xuống xe, để thùng xốp ở tại bật lên xuống. Sau khi tài xế điều khiển xe taxi rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp đựng thi thể chị N xuống sông Hồng để phi tang. Khanh vứt một phần thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông Hồng. Sau khi thực hiện xong việc phi tang thi thể chị N, Khanh đã liên hệ với tài xế taxi quay lại đón Khanh và đưa Khanh về chung cư. Ngay sau khi về đến chung cư, Khanh đã lấy xe máy Honda Airblade mang BKS 17B7-342XS đi đến cầu Thanh Trì, vứt hai chiếc điện thoại của chị N xuống sông Hồng, giấu chiếc túi sách dép của chị N ở nhà trọ tại thôn 2, xã Bát Tràng. Đến chiều ngày 12 tháng 10, do lo sợ thi thể chị N bị phát hiện, Khanh đã đến chợ gần khu vực ngã tư Đa Tuấn, Hà Nội, mua 125.000 đồng tiền xi măng mang đến khu vực giấu thi thể chị N với mục đích phi tang thi thể nạn nhân. Đến rạng sáng ngày 13 tháng 10, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu thi thể chị N và đổ xi măng lên để che giấu. Chiều ngày 13 tháng 10, khi biết được thông tin, cơ quan công an đã phát hiện thi thể của chị N. Khanh đã đi đến bến xe Giáp Bát, đi xe bỏ trốn về tỉnh Thái Bình. Đến khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phối hợp với lực lượng chức năng, phát hiện bắt giữ Tạ Duy Khanh khi đối tượng đang lẫn trốn tại nhà riêng ở huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Trong quá trình vây bắt, đối tượng Khanh đã dùng dao tự thương. Các lực lượng chức năng đã đưa đối tượng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu. Hiện, nghi phạm Tạ Duy Khanh đã tỉnh táo và khai nhận sơ bộ như nội dung trên. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ một chiếc xe máy Honda Airblade mang BKS 17B7-342XS tại hầm tòa S2-12, khu đô thị xã Đa Tốn, Gia Lâm, thành phố Hà Nội, một chiếc túi sách, một đôi dép của chị N. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được ngày 14 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về tội giết người. Những vụ án kể trên là hai trong số những vụ án mạng man rợ khiến dư luận rúng động, hoang mang lo sợ. Trước đây cũng từng có một số vụ án ám ảnh đặc biệt khác như Nguyễn Đức Nghĩa, sinh viên Đại học Ngoại thương, sát hại người yêu cũ năm 2010. Thợ mộc Nguyễn Hải Dương Bình Phước xuống tay với cả gia đình bạn gái cũ vì hận tình năm 2015. Có thể thấy, hung thủ đến từ mọi tầng lớp xã hội, từ sinh viên đại học, người lao động tay chân hay doanh nhân thành đạt đều có thể trở thành tội phạm. Điểm chung là họ đủ khả năng tự chủ về hành vi, nhận thức về hành động, nhưng lại có thể xuống tay một cách tàn độc. Thượng tá, tiến sĩ Đoàn Văn Báo, Phó trưởng khoa tâm lý, Trường Đại học An ninh Nhân dân cho rằng không thể dựa vào việc số lượng các vụ án nghiêm trọng ngày một gia tăng để phản ánh thực trạng của xã hội hiện nay và đánh đồng rằng tâm lý của giới trẻ đang có xu hướng bạo lực hóa. Động cơ gây án của các vụ việc trên thường bắt nguồn từ mâu thuẫn, cảm xúc nhất thời đạt đến đỉnh điểm dẫn đến hành vi phạm tội được thực hiện mang trợ theo bản năng chứ không có chủ đích từ trước. Theo quá trình diễn biến tâm lý tội phạm, sau khi gây án, hung thủ thường tìm cách xóa dấu vết và phi tang thi thể nạn nhân. Nguyên nhân một phần do hung thủ bị ám ảnh, chi phối bởi những vụ án trước đây, gọi là cơ chế ám thị xã hội. Từ nhiều năm trước, cũng có nhiều vụ án giả mang, nhưng do giới hạn của báo giấy và radio, thông tin không được lan truyền rộng rãi. So với hiện tại, với sự phát triển của truyền thông và mạng xã hội, mức độ lan tỏa thông tin đã biến đổi mạnh mẽ. Theo thạc sĩ Báo, việc truyền thông, đặc biệt là các mạng xã hội thường xuyên khai thác tình tiết ly kỳ nhằm thu hút người xem đã tạo ra một bầu không khí tiêu cực, ảnh hưởng đến cách nhìn nhận và hành vi của người tiếp cận thông tin. Các cơ quan truyền thông và mạng xã hội cần chấn chỉnh, định hướng hoạt động đưa tin, kiểm soát và ngăn chặn những thông tin được cường điệu hóa, thông tin đăng tải cần vắn tắt, mô hình hóa hình ảnh để giảm bớt mức độ tiêu cực. Về giải pháp để giảm thiểu hành vi phạm tội man rợ, thạc sĩ Báo nhận định, nguyên nhân chính của các vụ án này thường liên quan đến mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm. Vì vậy, mỗi người cần nhận thức đúng tình cảm và tự trau dồi kỹ năng ứng xử trong các mối quan hệ, sống lành mạnh, cư xử đúng mực để tránh xa các mối quan hệ phức tạp, không rõ ràng. Khung hình phạt của pháp luật hiện hành đối với tội danh giết người đã đủ răn đe và phù hợp, phản ánh đúng mức độ nghiêm trọng của từng trường hợp qua các tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng. Do đó, điều quan trọng không phải là điều chỉnh pháp luật, mà là sự phối hợp của các cơ quan chức năng, các ban ngành đoàn thể trong việc trang bị, bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội cho người dân,
đặc biệt là giới trẻ cùng với sự quyết tâm trong định hướng thông tin báo chí, tuyên truyền. Để trở thành bạn đọc thông thái trong một thế giới đang tràn ngập thông tin tiêu cực như hiện nay, thạc sĩ Báo cho rằng mỗi cá nhân cần có sự cân bằng giữa thông tin tích cực và tiêu cực, chọn chủ đề và những thông tin hữu ích như gương người tốt, việc tốt, kinh nghiệm và cơ hội việc làm, kiến thức, lối sống đẹp sẽ giúp phân loại luồng tin, tránh không bị phụ thuộc và có khả năng miễn nhiễm trước các thông tin xấu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tổng hợp tin tức an ninh trật tự nổi bật trong ngày của chúng tôi. Quý vị đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn chuông theo dõi kênh nhé. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.